Vika Sports xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ quay review thực tế cho anh em những cái mẫu tất đá bóng tại Vika. Thì hiện tại Vika Sports có hai loại mẫu tất chính, đó là mẫu tất giật kim của Vika và mẫu tất chống trơn anh em nhé. Đó. Trước tiên thì cái mẫu tất giật kim này. Thì cả hai cái mẫu tất chống trơn và tất giật kim này thì nó đều có chất liệu là 70% cốt tông. Đó. Để tôi sẽ mở cho anh em xem. Đây, đây là mẫu tất giật kim. Rất là dày anh em nhé. Đó. Mẫu này cực kỳ dày và thoáng khí. Đó. Ở lớp đáy, ở lớp mặt dưới bàn chân này thì nó sẽ có cái lớp thêu giật kim rất là dày và nó ngấn ngấn đây, anh em có thể thấy. Đó. Đây là mẫu tất giật kim. Còn với mẫu tất chống trơn này thì hiện tại đang có hai màu này, là hai màu nó dễ đi nhất. Nó không bị bẩn. Không bị sặc sỡ quá, anh em có thể lựa chọn. Thì như anh em biết thì tất chống trơn này nó có các cái thiết kế các cái hạt cao su ở dưới đế. Đây. Đó. Một số cái hạt cao su ở dưới đế này để giúp cho cái hạn chế cái sự ma sát giữa tất với cả cái đế dày anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy đây là cái mẫu tất chống trơn tại Vika. Rất dày và nó cao cổ. Đó. Thì như anh em có thể thấy, một số những cầu thủ chuyên nghiệp họ thường cắt cái tất bó chân và đi kèm với tất chống trơn này để che đi, vì theo tôi tìm hiểu thì cái FIFA họ không cho phép đi tất chống trượt này ở trong thi đấu quốc tế anh em nhé. Đấy, theo tôi tìm hiểu là như vậy, bởi vì cũng do một số hãng lớn như Nike với Adidas họ tác động đến Vika là đến FIFA là không cho đi những cái thương hiệu giày nhái, thương hiệu tất nhái mà không rõ nguồn gốc như cái loại tất chống trượt này. Thế cho nên là FIFA cấm các cầu thủ chuyên nghiệp đi cái tất chống trượt này. Tuy nhiên cái tác dụng của tất chống trượt này cực kỳ tốt. Nó có cái tác dụng như là hạn chế những cái pha chấn thương hoặc là cái giảm cái độ ma sát và cũng như là cái độ êm chân cho anh em. Chính vì thế mà anh em hoàn toàn có thể sử dụng một đôi tất chống trượt này thì sẽ thấy cái sự khác biệt nó. Anh em sẽ cảm nhận được cái sự bám sát của cái đôi tất này vào cái giày. Nó giống như thể là cái đôi giày nó dính vào chân anh em ấy. Đó. Thì khi đó thì các anh em có thể kiểm soát tốt hơn những cái pha bóng tranh chấp hoặc những cái pha bóng tăng tốc, bứt tốc, nó không bị trượt, mất trụ anh em nhé. Đó. Thì đấy là một số anh em nào chưa hiểu về tất chống trơn, chưa biết về tất chống trơn thì tôi giới thiệu như vậy. Đó. Thì hiện tại thì Vika Sports đang có cái chương trình giảm giá mua tất chống trơn khi mua kèm giày, cũng như là mua các loại túi sách thể thao ở trên vikasport.com. Anh em có thể tham khảo tại vikasport.com hoặc click vào link bên dưới để tìm hiểu về sản phẩm tất chống trơn của Vika anh em nhé. Đó. Tất cực kỳ dày, cực kỳ chất lượng anh em nhé. Không phải là loại tất nhái mà anh em mua giày được tặng kèm ở trên mạng đâu. Các loại tất nhái đấy thì nó mua hẳn một lố bao nhiêu tiền đấy, nhưng mà nó cực kỳ mỏng nhá. Còn đối với tất của Vika thì anh em hoàn toàn thể yên tâm, cực kỳ dày, anh em có thể đi tất này đi giày thể thao bình thường cho mùa đông này cũng được. Nó rất dày và ấm, bó chân, êm chân. Đấy. Anh em sẽ thấy là cái này, đây cho cái lớp lớp đế dày này, nó rất là dày nhá, lớp đế của mặt tất này, nó sật này, này rất êm nhá và cực kỳ bó chân nhá. Đó. Mùa đông đi cái đôi tất này với giày cũng rất ấm và các anh em đi đá bóng cũng được, hoặc anh em có sử dụng một đôi tất chống trơn cũng ok. Đó.
Thì để đặt hàng sản phẩm tất chống trơn này, anh em có thể click vào mô tả link bên dưới hoặc là đường link website wicasport.com để đặt hàng. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Wicasport ra mắt những video tiếp theo anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.